Vâng ạ. Xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với Trang Kính Cổ Kính Xưa. Ngày nay em xin kính giới thiệu bác đó là cây kính Rolex bọc vàng của Pháp Sơ, sản xuất thập kỷ 1950-1960. Có này rất giống với dòng Lamy Alexander, rất giống nhau. Nhưng đây là hãng Rolex, nó cạnh tranh trực tiếp với hãng Lamy. Và giá thành cực kỳ tốt luôn ạ. Cái này size 140 nhá. Và hồi sau bác sẽ rõ luôn. Bác nào Hà Nội, Hà Nội có địa chỉ cho em ở ngõ 390 đường Trần Trinh, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826 thì cũng là số điện thoại Zalo. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm, em sẽ gửi bằng phương tiện bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình hợp lý hợp phí. À, thời gian từ 1 đến 2 ngày. Chắc chắn là 3 4 ngày tùy theo thiên tai địa bàn luôn. Rất mới, rất đẹp nhá. Càng phải nó có chữ Rolex năm 20. Cái dòng này về khá nhiều. Đặc biệt là cuối năm ngoái. Tiếp theo là càng bên trái là 1036 series và Marie Branche. Vâng, giá cái này cực kỳ mái nhá. 9,5 triệu hay gọi là 9,500k. Giá là 9,5 triệu hay gọi là 9,500k. Sản phẩm bán ra luôn luôn được bán trên mọi đất toàn cầu, trên toàn lãnh thổ. Bác yên tâm về giá cả với những sản phẩm. Về hình thức mua bán, bác nào chuyển khoản qua ship, bác nào ship quốc thì vui lòng đặt cọc 100k. Về thời gian đặt hàng từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ, cũng như từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần, không nghỉ nào về ngày lễ Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng liên suất quá thì em hủy hàng và giao lưu đồ cổ xưa. Đặc biệt hơn là đi thẩm định định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em bạn bè người thân. Thì bác lưu ý nhé, đây là kính cổ kính xưa hàng chuẩn năm 1, sản xuất thập niên 1950-60, hãng Rolex nhé. Đấy, mà hãng này cùng với hãng Lamy rất giống với hãng Lamy Sever, size to, bản to, size 140. Vâng. Và cái dòng mắt này bác nào không thích bỏ mắt lại đi, thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị đều hết, một cái kính giải quyết nhiều tính năng. À, quan trọng hơn là giá thành nó hợp lý ví. Với những cái dòng này, hãng Lamy thông thường mà bản to này và size to này thông thường là nó phải trên 10 triệu. Nhưng con này chỉ có 9,5 triệu hay còn gọi là 9,500k. À, các bác mua ở đâu mua, nên lựa chọn món lâu năm nó có cái thương uy tín. À, Hà Nội và Sài Gòn, em và một số anh em chơi đồ cổ, bán đồ cổ là 20 năm, 30 năm, ngay cả số điện thoại là hơn 20 năm đã khẳng định giá trị thương hiệu rồi, thì bác cực kỳ yên tâm về giá cả với sản phẩm. Bác lưu ý nhé, kênh của Sơn Chút, địa chỉ có 390 đường trên Đống Đa, Hà Nội. Ngoài ra không có chi nhánh, bởi vì ngay rất nhiều lượng xấu ở Hà Nội và các tỉnh miền, trong một số tỉnh miền Bắc, tỉnh miền Nam, Tây Bộ, miền Đông, trong miền Nam thì giả trang tranh của buổi xưa. Đối tượng này hay bán hàng của Nhật và một số nước châu Á nguy hiểm hơn là hàng tàu trà trộn vào. Thì các bác mua tất cả kính cổ, đồ cổ xưa, đồng hồ, kính bút, những bật lửa, đồ cổ đồ xưa thì nên mua một con trai và chọn những địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm để người ta tư vấn chuyên sâu hơn. Không nên mua những địa chỉ mới toanh và những đối tượng mua bán hẹn nửa đường, hẹn nơi công cộng, cộng đồng, xung quanh Hồ Thịnh Quang, xung quanh Hồ Văn Quán, rồi là cho ship mang đến xem ưng mua thôi. Đấy là những đối tượng hay bán hàng giả, hàng dởm, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Làm gì có chuyện kính dây băng bọc vàng ngày đầu mà có chuyện mà giá 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, rồi kính Solex chữ H, Solex đòn gánh, làm gì có chuyện mà giá 3,6 triệu, đúng không ạ? Giá 3,6 triệu, giá 4 triệu, không bao giờ có cái giá đó đâu các bác nhé. Bác hết sức lưu ý về những đối tượng đấy bán là có sử dụng chiêu thức sim số đẹp, số tang quy tứ quý 32, 36, 38, rồi là tứ quý 5 thì tất cả là đều amateur, bởi vì là đối tượng hay thay đổi chỉ mua bán để hẹn nơi công cộng, cộng đồng, nhà ga, bến xe, rồi là thậm chí bảo cho ship mang qua xem ưng mua mua thôi. Thì đấy là một trong những cái chiêu thức của chúng nó như thế. Bác đừng để nhìn vào lượng đăng ký kênh, lượng theo dõi trang của cái trang mạng xã hội là 10.000 người, 17-18.000 người hoặc là 20.000 người, 40.000 người mà lao vào mua, bởi vì nó không có địa chỉ, dấu địa chỉ, mua số phải không ấy, thì 9 phần 10 là amateur. Xung quanh Hồ Lan Bá, rồi Hồ Bãi Cát, rồi Hồ Thuyền Quang, Hồ Văn Quán nào mà đều amateur, bởi vì nếu địa chỉ chung chung, địa chỉ công cộng thế, không bao giờ nên mua chỗ để chỗ như thế. Bởi vì rất em thấy rất nhiều bác đã bị dính, có những bác đã hẹn là bến xe buýt, có những bác đã hẹn là cả Hà Nội đấy. Chính bác đã mang kính đến đây nhờ em mà em hỏi đâu thì hẹn thế chỗ thế là chết rồi. Và vừa rồi là góc độ chia sẻ quan điểm không lấp lại đời, bởi vì những năm tháng buôn ba nước ngoài em đúc kết ra kinh nghiệm là chọn những địa chỉ lâu năm và những người ta có thể tư vấn cố vấn cho mình ngày đêm thì mới là chuẩn chỉ được.
Còn những đối tượng mà nó không tư vấn mà nó chỉ né tránh hỏi địa chỉ đâu, bảo là xem là anh ở đâu em cho ship mang qua, anh đâu mang qua xem mình mua thôi. Vì những cái trường hợp đấy thì em biết có đối tượng bảo là anh có mua kính mua đồ cổ không, mà có thì cho thằng trẻ con mang đến xong là xong chỗ và xin lỗi đối với thành thành phần đấy, đối với em rắc rưởi, cho đến xong xem đưa toàn đồ giả đồ dởm của nhà ấy. Thì đấy là cái chiêu thức chúng nó như thế. À, bác hết sức cảnh giác nhé. Vâng, bác nào mà chưa kênh của em, nút đăng ký kênh và đỏ có phải bên dưới video và nút biểu quả chuông để mỗi khi lên kênh hệ thống nút sẽ gửi tin nhắn rất nhanh. Vâng, xin chào tất cả các bác.